Tiếp theo trong livestream này thì tôi sẽ hỗ trợ cho anh chị về các câu hỏi, các vấn đề liên quan đến tố mặt phong thủy. Chồng sinh năm 88 là tuổi Mậu Thìn, 211 độ Mậu Thìn này. Mậu Thìn mà ở hướng Tây Nam, 211 độ. Đây này, đúng sao tố tụng chiếu cửa, quan lộc tố tụng của trường bệnh, trong đó quan lộc là gì ạ? Quan lộc là gì? Hay có quý nhân giúp đỡ. Nhưng mà gì ạ? Tố tụng này rất là dễ xảy ra kiện cáo và tranh chấp. Nếu như ở hướng này, đặc biệt nó xấu nhất vào thời điểm năm Mùi và năm Sửu. Tôi nói luôn năm nào. Ngoài ra bị cái sao trường bệnh thì người trong nhà anh ấy rất hay ốm. Mà ốm bệnh, ốm lâu ấy, không phải ngày 1, ngày 2 mà hết bệnh. Nó có thể những bệnh liên quan bệnh mãn tính lâu ngày ấy. Hay ốm lắm. Ở đây thì anh Nguyễn Trung anh nên để ý trong trường hợp như này. Nha, nên để ý sớm đi. Đây là một trong những cái trường hợp anh cần hết sức lưu tâm. Anh Hoàng Anh Tạ đo sinh năm 1974. Ý, xin chào anh comment số 1 đi ạ. Đối với chủ nhà sinh năm 74 mà ở hướng Tây. Đấy, hướng Tây nhà anh có chính hướng không? Nếu mà tuổi 74 mà hướng Tây thì chỗ này rất là tốt về đất đai. Bởi vì được hai cái sao vượng Tân Tấn Điền. Tức là ở đây thì một, anh có thể làm ăn kinh tế phát triển được và mua được thứ đất. Đấy, hai là có thể gì ạ, được ông bà để lại cho một cái mảnh đất khi mình ở đây. Đấy. Và ngoài ra ở cái nhà này mà chính Tây thì người trong nhà này ăn nói sẽ rất là hay thua thiệt. Đấy. Rất là hay thua thiệt. Rất là hay chịu thua và chịu thiệt về bản thân mình. Đấy. Cho nên là trong cái trường hợp như này thì anh Hoàng Anh Tạ anh nên để ý nhé. Có thể nghiệm chứng theo những điều đó đoán cho anh. Chị Thảo Phương đầu chồng 75, vợ 82, 47 độ đúng không? Chồng sinh năm 75 là tuổi gì? Ất Mão. Ất Mão mà đang ở Đông Bắc 47 độ. Đúng này là hay có quý nhân giúp đỡ lắm đây này. Quan lộc quan 47 độ. Đấy, nhưng mà nhà này đang bị cái sao tố tụng thì ở đây rất là dễ xảy ra liên quan đến kiện cáo và tranh chấp. Đây này. Tố tụng thì là như vậy đấy. Tố tụng thì sẽ liên quan đến kiện cáo và tranh chấp. Ở đây mình nên để ý trong trường hợp này. Nhá. Đấy, anh chị Thảo Phương nên để ý nha.